Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với diễn biến tập 7 của tác phẩm Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng của tác giả tài năng Trường Lê. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Tại vì tác phẩm rất hay và hấp dẫn, cũng như là gửi thêm những lời động viên tới cho Đình Duy và tác giả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đêm hôm đó, khi Giang và bà Vượng đã chìm vào trong giấc ngủ, trên giường bệnh của mình, Vũ bất ngờ mở mắt tỉnh dậy. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ mờ, Vũ cứ thế nhìn lên trần nhà không chớp mắt. Đau đớn từ các vết thương vẫn còn đó, nhưng tất cả không thấm vào đâu, khi nỗi đau về mặt tinh thần mới là điều đáng sợ nhất. Vũ khẽ cử động hai cánh tay, rồi đến hai bàn tay, nhưng không được. Hai bàn tay được bó cứng bằng thạch cao, giờ đây khiến cho Vũ không còn cảm giác. Vũ nhớ lại trong lúc mình nâng lịm dần đi, Vũ nghe thấy giọng nói của đám côn đồ. Thằng khốn này, nó đấm vỡ cả hàm tao rồi, không thể tha cho nó được. Không thể tin được, một thằng danh con lại có lực đấm mạnh đến như vậy. Mày định làm gì? Còn làm gì nữa? Tao phải đập nát hai bàn tay này của nó. Mẹ kiếp! Mày làm thật à? Cẩn thận mày đánh chết nó đấy. Đừng lo, gãy xương không chết được đâu. Giữ tay nó cho tao. Dầm, dầm, cục, rắc, rắc. Lúc ấy, Vũ vẫn còn cảm nhận được từng tiếng xương nơi hai bàn tay mình bị đập gãy nát. Nằm trên giường, Vũ nghiến răng phát ra thành tiếng. Bất ngờ từ phía cuối giường, một giọng nói cất lên. Con tỉnh rồi phải không? Vừa đúng lúc sang ngày mới. Tuy nói ra câu này, trong hoàn cảnh này thật không vui vẻ gì, nhưng bố vẫn muốn nói, chúc mừng sinh nhật con trai. Vũ đáp, là bố sao? Anh Vượng sao rồi ạ? Ông Hùng đứng dậy, đi lại bên cạnh giường Vũ, rồi khẽ kéo ghế ngồi xuống. Ông Hùng đáp, cả hai đứa ngay khi tỉnh dậy, câu đầu tiên đều hỏi đứa kia ra sao. Vượng nó ổn, tất cả là nhờ có con. Con tỉnh lại là tốt rồi. Hai đứa sẽ nhanh chóng bình phục lại thôi. Ngày mai, bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con trong bệnh viện luôn nhé. Vẫn như mọi năm, gia đình mình vẫn sẽ quây quần bên nhau trong ngày sinh nhật, cho dù có xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa. Vũ trả lời, bố mẹ không cần làm thế đâu. Hiện tại con cũng không có tâm trạng gì để đón sinh nhật cả. Bố, hai bàn tay của con có phải... Ông Hùng nói, không, không sao đâu. Rồi nó sẽ bình phục thôi. Con đừng... Nhưng ông Hùng chưa nói hết câu thì Vũ đã cướp lời. Nhưng với hai bàn tay gãy nát này, con không thể luyện võ được nữa, phải không bố? Nước mắt Vũ cứ thế chảy ra. Sinh nhật bước sang tuổi 15 cũng là sinh nhật đau đớn của cậu nhóc với đam mê lớn nhất của mình là võ thuật. Với những hoài bão, ước mơ, chỉ vừa mới được đâm chồi thì đã bị cắt ngang bằng một lưỡi dao sắc lẹm. Chồi non ấy chưa kịp đơm hoa đã rơi xuống đất. Trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc âm ỉ, nhưng không phải chỉ riêng một mình Vũ đang khóc. Ai cũng hiểu đôi bàn tay ấy quan trọng như thế nào đối với một người như Vũ. Và giờ có lẽ Vũ phải dừng lại. 4 ngày sau, Vượng được xuất viện, còn Vũ thì chưa, bởi hai bàn tay cần phải được theo dõi thường xuyên. Bác sĩ nói cần ít nhất là 2 tháng để lành và cần 5-6 tháng sau mới có thể phục hồi chức năng. Trong lúc làm thủ tục xuất viện cho Vượng, ông Hùng có hỏi bác sĩ, trường hợp của con trai tôi, cháu Vũ, liệu sau khi hồi phục chức năng con tôi có thể vận động linh hoạt được như trước kia không ạ? Bác sĩ đáp, nếu chỉ là những sinh hoạt thường ngày như cầm nắm cử động bình thường thì không sao cả. Tuy nhiên, trường hợp của Vũ là nặng hơn so với những trường hợp tôi từng điều trị trước đây. Bình thường người ta chỉ gãy xương bàn tay ở một ngón, hai ngón hoặc một chỗ nào đó trên bàn tay. Trừ những trường hợp, ví dụ như là tai nạn lao động, bị nguyên một vật nặng đè lên bàn tay. Nhưng Vũ là nặng nhất. Hai tay của Vũ bị dập đến gãy nát. Có những ngón tay còn gãy mấy phần khớp nối. Nếu là 5 năm về trước, thì chỉ e là cho tới 1 năm, cũng khó mà cử động được bình thường. Nhưng y học bây giờ phát triển hơn rồi. Vũ đã được dùng phương pháp phẫu thuật kết hợp với điều trị bảo tồn
nên sẽ phục hồi nhanh hơn. Ông Hùng ấp úng tiếp. Không giấu gì bác sĩ, cháu nó là một đứa rất có năng khiếu về võ thuật, cũng như thể thao, đã từng tham gia hội thao thành phố và đạt được nhiều giải trong các bộ môn như xả đơn, nhảy cao, võ thuật đối kháng. Ý tôi muốn nói là, liệu sau này cháu Vũ còn có thể tham gia các hoạt động như vậy hay không ạ? Bác sĩ nhìn ông Hùng rồi khẽ thở dài. Thật vậy sao? Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Như tôi đã nói, hai bàn tay của Vũ bị tổn thương nặng, xương khớp bị gãy đoạn nhiều phần, phải dùng đến phẫu thuật mới có thể căn chỉnh các khớp nối. Tuy nhiên, theo thời gian, có thể lành lặn và phục hồi. Nhưng nếu vận động mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các khớp xương, các đoạn xương đã từng bị gãy trước đây, tôi e là không ổn. Hãy thử tưởng tượng mà xem, bàn tay của Vũ như vậy. Giả dụ sau này cậu ấy muốn luyện võ, muốn sử dụng nắm đấm để luyện tập, như đấm vào bao cát chẳng hạn, về lâu dài sẽ gây ra tổn thương nặng. Rất tiếc, nhưng tôi cũng xin nói thẳng, tôi từng điều trị cho một số cầu thủ bóng đá, dù đã rất cố gắng nhưng hầu như những ai sau chấn thương, nhất là chấn thương về gãy xương, đều rất khó có thể quay lại với nghề. Vậy nên gia đình cũng nên chú ý đến điều này. Ông Hùng cũng đã đoán trước được câu trả lời, bởi ông cũng là người luyện võ. Với hai bàn tay bị tổn thương nặng như Vũ, thực sự sau này khó mà có thể tập luyện trở lại. Cúi chào bác sĩ rồi quay về phòng bệnh, nơi hai cậu con trai đang ở đó. Ông Hùng bước vào, cố nở một nụ cười tươi. Ông nói với hai con. Vượng hôm nay có thể ra viện rồi, còn Vũ, con cố gắng ở lại đây khoảng 10 ngày nữa. Sau đó chúng ta sẽ về nhà và tới tái khám định kỳ. Hiện tại tay của con vẫn cần được bác sĩ theo dõi. Vượng nói với bố. Nếu vậy hay là bố để con ở lại đây với em cho tới khi em ra viện được không ạ? Ông Hùng đáp. Chuyện này, sắp tới con còn phải thi vào trung học phổ thông nữa. Con cũng đang nghỉ 4 ngày rồi. Bố và mẹ cùng với bác An sẽ thay phiên nhau ở đây chăm sóc em. Năm nay là năm cuối cấp, con cần tập trung vào việc học. Cũng chỉ khoảng 10 ngày thôi. Bác sĩ nói cần ít nhất 2 tháng để em con có thể lành vết thương. Vượng hỏi tiếp. Vậy sau đó thì sao ạ? Sau khi hồi phục hoàn toàn thì em Vũ vẫn có thể luyện võ và chơi các môn thể thao như trước đây, phải không bố? Ông Hùng ấp úng trả lời. Cũng phải mất thêm nửa năm nữa. Nhưng đúng là có thể hoạt động lại bình thường. Vũ đột nhiên quát ầm lên. Bố với anh thôi đi. Hai người đang cố gắng nói để con cảm thấy ổn hơn phải không? Con tự biết tình trạng của mình như thế nào. Con có thể chơi lại các môn thể thao, cũng như tập luyện lại bình thường ư? Một người luyện võ sẽ ra sao nếu như cú đấm không đủ sức mạnh? Sẽ thế nào nếu như sau mỗi lần dồn hết lực vào một cú đấm thì tay lại có nguy cơ bị gãy xương? Cái bát vỡ, cho dù có dùng vàng gắn lại thì nó vẫn chỉ là cái bát bị vỡ với những vết nứt mà thôi. Và thường thì sẽ chẳng có ai dùng cái bát vỡ được gắn lại ấy để ăn cơm, để đựng nước cả. Bất quá nó cũng chỉ là một thứ đồ dùng để trưng bày, làm kỷ niệm. Con sẽ chẳng thể làm gì với hai bàn tay này được nữa cả. Vượng hiểu tâm trạng của em trai lúc này. Đối với Vũ, được học võ, luyện võ là niềm đam mê lớn nhất kể từ khi còn nhỏ. Đã 4 hôm trôi qua, Vũ thường ngày năng động, hoạt bát, luôn bày trò nghịch ngợm, dường như đã thay đổi thành một con người khác. Vũ 4 hôm nay không nói chuyện với ai. Bố mẹ có chút cho ăn cũng chỉ gượng gạo một vài miếng. Vũ nằm đó, hướng mắt nhìn vào khoảng không trung trước mắt, suy nghĩ những gì, không ai biết. Ông Hùng cố gắng gặng hỏi con về nguyên nhân, lý do tại sao đám côn đồ lại tìm hai anh em để tấn công. Vũ không nói. Cứ như thể Vũ đang thu mình lại, không muốn tiếp xúc với mọi người. Hơn lúc nào hết, Vượng lại mong muốn em trai mình bùng dậy cái tính hiếu thắng, không chịu thua bất kỳ ai. Mong muốn Vũ nói với mình rằng, sau khi em bình phục, em sẽ tìm lũ khốn đó để trả thù. Nhưng không, Vũ cứ lặng im như đã từ bỏ tất cả. Vượng nói, anh ước gì người bị đập nát hai bàn tay ngày hôm ấy là anh. Bởi nếu như vậy thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, anh vẫn có thể học tập, còn em vẫn phát triển được khả năng của mình. Vẫn là anh vô dụng, không bảo vệ được em trai của mình. Vũ muốn nói gì đó, nhưng lại dừng. Vừa lúc ấy, bác An mở cửa bước vào. Bác An nói, Vũ ơi, bác buộc trá cho cháu rồi đây, để bác đút cho cháu ăn nhé. Nói xong, bác An mới nhìn thấy trong phòng có cả ông Hùng lẫn Vượng. Bác An nói, ủa, tôi tưởng hai bố con chú về rồi chứ. Nghe cô Giang nói hôm nay Vượng đang ra viện mà. Ông Hùng trả lời, à vâng, tôi cũng đang tính đợi chị lên rồi đưa Vượng về. Thôi thì ở đây cho Vũ nhờ chị vậy. Có gì tối nay vợ chồng tôi sẽ vào,
Vũ nghe bố nói vậy thì đáp. Bố mẹ không cần phải vào đâu, để con ở đây với bác An là được rồi. Như vậy con sẽ thấy thoải mái hơn. Ông Hùng buồn rầu nói. Ừ, nếu con đã nói vậy, thì bố sẽ bảo với mẹ. Nhưng con cần gì, cứ nói bác An gọi cho bố nhé. Bố về đây. Đi thôi, Vượng. Ông Hùng cùng Vượng rời khỏi phòng. Bác An nhìn Vũ, không hiểu tại sao Vũ lại nói như vậy với bố. Còn lại hai người, bác An mở bát cháo, tính đút cho Vũ ăn, nhưng Vũ lắc đầu. Bác để đấy, cháu không muốn ăn. Nếu bác bận việc gì cứ đi đi, để cháu ở đây một mình cũng được. Bác An thở dài nhìn Vũ rồi khẽ nói. Cháu sao vậy? Mọi người trong nhà ai cũng đều lo lắng cho cháu cả. Tại sao cháu lại cứ muốn đẩy mọi người ra xa? Nếu suy nghĩ cho kỹ, thì việc này đâu phải lỗi của bố mẹ cháu hay của Vượng. Cháu không nên xử sự như thế. Bác tuy là người làm, nhưng chính vì vậy đứng bên ngoài, bác mới nhìn rõ cảm nhận của mọi người. Có phải cháu đang giận lẫy với anh trai cũng như bố mẹ của mình không? Vũ quát lớn. Không phải vậy, chỉ là... Bác An vẫn bình tĩnh nói. Là sao? Có gì khó nói, cháu cứ nói với bác người ở này cho nhẹ lòng. Vũ gục mặt xuống hai đầu gối, Vũ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ là cháu không muốn anh Vượng hay bố mẹ cháu coi cháu như một thằng nhóc tàn phế, một thằng bỏ đi, không thể làm được việc gì nữa. Điều duy nhất mà cháu có thể làm tốt là việc luyện võ. Nhưng giờ đây, với hai bàn tay bị gãy nát xương này, cháu không thể làm gì được nữa. Bác An khẽ đặt bát cháo xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nói với Vũ. Bác không nghĩ một cậu nhóc chỉ vừa bước sang tuổi 15 lại có những suy nghĩ già dặn đến như vậy. Còn trẻ mà đã chín chắn như vậy cũng tốt. Nhưng đôi khi điều đó lại làm cho cháu mất đi sự tự tin cũng như một chút hồn nhiên. Mà lẽ ra, ở cái tuổi này cháu vẫn cần điều đó hơn cả. Cháu quá đặt nặng vấn đề để rồi vô hình chung đều nghĩ tất cả mọi người đang thương hại cháu. Không phải như vậy đâu. Ông bà chủ cũng như cậu Vượng rất lo lắng cho cháu. Cái này không phải thương hại mà là tình thương yêu của những người trong gia đình dành cho nhau. Có lẽ cháu không biết. Thực ra ba người họ luôn đặt niềm tin vào cháu rất nhiều. Bác ít học, không biết diễn tả thế nào cho cháu để hiểu. Bác cứ lấy bản thân bác ra để nói vậy. Ngày đầu tiên đến nhà cháu nhận công việc, hôm đó cháu đã dọa cho bác một phen sợ hết hồn. Ban đầu bác đã nghĩ cháu rất khó chịu, khó gần. Nhưng càng làm việc lâu, bác lại nhận ra không phải như vậy. Bên ngoài, cháu là một cậu bé hiếu động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn bày trò nghịch ngợm. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cháu không biết suy nghĩ. Ngược lại, nội tâm của cháu thậm chí còn sâu sắc hơn cả cậu Vượng. Cháu luôn âm thầm quan tâm mọi người từ phía sau. Mỗi khi trong gia đình có ai đó phiền muộn về một vấn đề nào đó, thì cháu lại chính là người làm trò khiến cho mọi người nở lại nụ cười vui vẻ. Bác nghĩ, nếu như một người như bác mà nhận ra được điều này, thì ông bà chủ hay cậu Vượng cũng sẽ biết. Nói đơn giản thì cháu giống như nguồn sinh khí trong nhà, một nguồn năng lượng vui vẻ luôn đem lại tiếng cười cũng như động viên tinh thần của mọi người trong nhà. Thế nên khi cháu mất đi tinh thần như thế này, ông bà chủ cũng như cậu Vượng mới là những người đang lo âu nhất. Những ngày qua, hai anh em nằm trong viện, ông bà chủ về nhà cũng không ai nói với ai tiếng nào. Cơm canh bác nấu ra để nguội không ai ăn. Mấy năm làm việc ở nhà cháu, đây là lần đầu tiên bác thấy ngôi nhà ảm đạm đến như vậy. Nét mặt của ông bà chủ luôn buồn bã. Vũ, nếu cháu không lấy lại tinh thần như trước kia, bác chỉ sợ mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ. Đừng bao giờ nghĩ cháu bây giờ chỉ là một cậu nhóc tàn phế. Một người chỉ thực sự bị coi là vô dụng khi bản thân người đó mất đi ý chí. Bác xem trên TV và đã thấy một người đàn ông còn không có tay lẫn chân. Thế nhưng anh ta lại có thể đứng diễn thuyết trước cả ngàn người. Anh ta đem lại niềm tin, sự hứng khởi, không chỉ cho những người khuyết tật giống như anh ta, mà còn là với cả những người lành lặn. Cháu còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Cho dù không tiếp tục con đường võ thuật, thì chắc chắn cháu vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Bác nói hơi nhiều rồi nhỉ, nhưng bác vẫn hy vọng cháu sẽ trở lại là cậu nhóc Vũ trước đây. Nếu cháu không thích ăn cháo, thì để bác đi pha sữa cho cháu nhé. Đợi bác một chút. Bác An định đứng dậy, thì Vũ ấp úng nói, cháu muốn ăn, cháu phải ăn hết, bác giúp cháu nhé. Bà An nhìn Vũ mỉm cười, tất nhiên là được rồi, để bác đút cho cháu, nào, ăn nhiều vào. Sau những lời nói của bác An,
Dường như Vũ đã hiểu ra được nhiều điều. Cậu lau sạch nước mắt rồi cứ thế ăn từng thìa cháo cho tới khi bát cháo hết sạch. Ngày hôm sau, lúc vào thăm con trai, vợ chồng ông Hùng rất bất ngờ trước sự thay đổi của Vũ. Vũ đã chịu cười, nói con ăn rất khỏe. Hai vợ chồng không biết nguyên nhân từ đâu dẫn đến sự thay đổi này. Nhưng đối với họ, điều này thực sự quan trọng. Từ lúc xảy ra vụ việc tới hôm nay, họ mới nhìn thấy nụ cười của cậu con trai. Duy chỉ có một việc ông Hùng vẫn chưa đả động đến. Đó chính là việc truy tìm tung tích của đám côn đồ từ phía công an. Gần một tuần trôi qua kể từ hôm đó, ông Hùng đã liên tục gọi điện đến tận nơi để trình báo, để hỏi han về kết quả điều tra. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang dậm chân tại chỗ. Sau khi đã bớt nóng, ông Hùng cũng có tìm đến quán ăn vặt để hỏi thăm. Nhưng chủ quán có vẻ như không muốn dây vào rắc rối, nên năm lần bảy lượt đều chỉ nói một câu, chúng tôi không biết gì cả. Chỉ dựa trên những miêu tả của con trai, ông Hùng cũng không thể tìm được ai trong số chúng. Cứ như thể sau khi đánh hai cậu con trai của ông, bọn chúng đã bốc hơi mất vậy. Vượng cũng như ông Hùng đều nghĩ Vũ là người biết rõ mọi chuyện, nhưng đã hỏi Vũ, Vũ cũng không chịu nói. Sợ rằng cố gắng gượng ép sẽ phản tác dụng, nên ông Hùng đành chấp nhận chờ đợi kết quả điều tra từ phía công an. Tại trường An Thái, mấy ngày sau khi cuộc thi lên trường kết thúc, Duy đang đi cùng một vài người bạn thì có tiếng gọi giật lại. Anh Duy, nói chuyện với em một chút. Người vừa gọi Duy chính là Dung. Tuy cùng khối, nhưng Duy với Dung lại học khác lớp. Quay lại nhìn Dung, Duy biểu hiện nét mặt không vui, nói với nhóm bạn. Chúng mày đi trước đi. Đám bạn của Duy gật đầu rồi bỏ đi trước. Kéo Dung ra chỗ vắng, Duy nói. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi anh như thế? Dung đáp. Ớ, cả trường này đều biết anh với em quen nhau. Bạn gái gọi thì có gì mà anh lại tỏ thái độ như vậy? Duy trả lời. Ờ thì đúng là như thế. Nhưng chẳng phải mấy hôm trước anh có gọi cho em, nói là hiện tại anh đang được bên phía báo học trò đề nghị phỏng vấn viết bài, thậm chí là còn làm phóng sự về chương trình Gương Mặt Sáng Giá dành cho giới trẻ. Để tránh bị soi mói, chúng ta đã thỏa thuận thời gian này sẽ ít gặp nhau rồi còn gì. Dùng tiếp. Nhưng ngay cả nhắn tin cho em mấy ngày qua anh cũng không hề nhắn. Sau cuộc gọi điện thoại đó thì anh gần như biến mất. Học chung trường mà phải tới hôm nay em mới nhìn thấy anh. Anh đang cố trốn tránh em phải không? Hay là anh sợ liên lụy vì việc xảy ra vừa rồi? Nghe đến đây, Duy vội vàng che miệng Dung lại. Dung hạ giọng. Duy khẽ nói. Em định nói ra cho cả trường này biết à? Đã nói là không đả động gì đến chuyện đó nữa rồi mà. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Nếu lộ ra, không chỉ anh, mà cả em cũng gặp rắc rối lớn đấy. Hơn nữa hiện giờ anh cũng đang có nhiều cơ hội. Em phải hiểu cho anh chứ. Được rồi, tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Ở rạp vừa ra bộ phim mới hay lắm. Được chưa, công chúa của anh? Dung mỉm cười. Vậy anh xem phim gì để em đặt vé? Mình đi xem suất 7 giờ nhé. Trước đó 5 giờ anh đón em. Chúng mình đi ăn ở nhà hàng mà em quen. Ăn xong đến rạp là vừa. Duy cười đáp. Ờ, mọi chuyện cứ làm theo ý em là được. Quyết định vậy nhé. Giờ anh phải lên lớp đây. 5 giờ anh sẽ đón em. Dung khẽ gật đầu. Duy bỏ đi trước, bước lên cầu thang. Một người bạn trong nhóm của Duy đang đứng đó đợi. Thấy Duy, cậu bạn nói. Sao vậy? Đi gặp hot girl của trường mà mặt mũi bí xị thế kia à? Mấy hôm nay tao thấy hình như mày đang trốn tránh nó à? Sao lại chán rồi vậy không? Duy gắt. Thôi bỏ cái kiểu lúc nào cũng muốn đoán suy nghĩ của người khác đi. Tao đang bực đấy. Hưng, bạn của Duy cười. Thôi nào, là bạn thân của nhau từ bé. Từ hồi còn cởi chuông đóng bỉm. Có chuyện gì mà mày giấu được tao đâu? Nhìn mặt mày là tao thấy mày đang khó chịu với em lắm rồi. Sao vậy? Tao thấy em rất say mày mà. Nói một cách dễ hiểu thì mày được chú ý như ngày hôm nay cũng là nhờ vào một phần công sức của em con gì. Sao đột nhiên lại ngãng ra như thế? Chưa chén được nên chán hay sao? Duy cau mày. Bố thằng dâm dục. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó. Tao chưa có điên như mày. Bà đâu cũng ăn tạp. Cả nó và tao chưa ai đủ 16 tuổi cả. Tao không muốn gặp rắc rối. Nhất là với cái gia đình như nhà nó. Chỉ là đột nhiên tao lại thấy sợ. Sợ cái bất chấp điên cuồng đến mức điều gì cũng dám làm như của nó. Tao đúng là ngu khi dây vào cái loại người này. Chỉ e đến một ngày không may tao làm gì phật ý nó, cả tao cũng lãnh chịu hậu quả quá. Hưng cao mày nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Nghe mày tả về em Dung mà tao cứ như mày đang tả về mấy em yandere trong manga vậy. Không phải đáng sợ thế chứ? Em vừa sinh vừa là con nhà giàu, nghe nói ra thế cũng rất khủng, khủng cả về mọi mặt. Được một em như thế yêu sống yêu chết không tiếc gì cho mày mà còn sợ à? Thằng này điên rồi. Hay nếu chán quá thì đá cho tao đi. Nghe bạn nói vậy, đột nhiên Duy nảy ra một ý. Duy nói. Thật chứ? Nhưng mày có sợ không? Hưng lè lưỡi liếm vòng quanh môi rồi cười biến thái.
Sợ ư? Đã bao giờ tao sợ cái gì đâu. Nhất là con gái. Mày thừa biết tao thế nào mà. Vấn đề là mày phải nói rõ cho tao mọi chuyện. Như thế thì tao mới giúp được. Một tuần sau chuyến viếng thăm biệt phủ của Hường Trì. Lúc này, tại một quán bar do Bảy Gấu làm chủ. Lúc này đang là đầu giờ chiều, nên bar vẫn chưa hoạt động. Đánh xe xuống bên dưới tầng hầm. Trương chỉnh đốn lại quần áo rồi đi bằng một lối đi bí mật vào trong bar. Cứ một đoạn, lại có bảo an đứng canh chừng. Nhìn thấy Trương, tên nào tên ấy đứng ngay ngắn cúi đầu chào. Anh Trương đến rồi ạ. Trương gật đầu nói. Ừ, đại ca đang ở đây phải không? Một tên bảo an trả lời. Dạ, đại ca đang ở trong phòng kín. Anh để em xách túi cho ạ. Trương đáp. Thôi khỏi cần. Để tao tự đem vào được rồi. Làm việc cẩn thận nhé. Vâng, thưa anh Trương. Trương xách theo một cái túi du lịch cỡ vừa màu đen. Đến trước căn phòng được cho là bí mật, được bảo vệ cẩn thận nhất, nằm ở bên dưới tầng hầm, được gọi với cái tên phòng kín. Đứng bên ngoài làm nhiệm vụ gác cửa là hai gã hộ pháp, khuôn mặt dữ dằn với những vết sẹo lồi kéo dài từ trán xuống tận má. Khác với những tên bảo an đứng ở vị trí vòng ngoài, hai tên canh cửa này nhìn thấy Trương không những không chào mà còn giang tay sang hai bên ngăn lại. Một tên nói, đứng lại đã, bên trong anh Bảy đang họp. Trương đáp, bảo với đại ca là có Trương Liêu đến. Một tên phì cười, Trương Liêu, thế có phải tự là Văn Viễn không? Nói xong cả hai thằng đều cười phá lên. Thằng này bị lậm phim tàu quá rồi mày ơi, xem mấy cái phim của Cỡ Ít thôi, ngáo lắm rồi. Trương nhếch mép cười, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trương tiếp, thế bây giờ tụi mày có vào báo cáo với đại ca được không? Hay để tao tự làm? Nghe câu này cả hai tên hộ pháp tắt luôn nụ cười, cau mày lại. Một tên nhìn Trương khiêu khích. Đối với tụi tao, thì mày cũng chỉ hơn mấy thằng bảo vệ ngoài kia một chút thôi. Đừng lên mặt. Anh Bảy không có nói là sẽ cho mày vào trong. Còn nếu mày muốn gây sự, thì coi chừng các bố bẻ gãy tay mày ngay tại đây luôn đấy. Trương nói. Còn với tao, thì chúng mày chỉ là hai thằng canh cửa. Nóng máu, một tên tức tối lao vào Trương. Hắn vươn cánh tay dài về phía Trương, tính túm lấy cổ áo của Trương. Nhưng chỉ khẽ lách người sang một bên, Trương đã né được đòn của đối thủ. Tung cái túi du lịch về phía tên còn lại. Không biết bên trong đựng gì, nhưng cái túi khá nặng, lại bị ném bất ngờ nên một tên vội đưa hai tay lên đỡ. Đúng lúc đó, Trương dùng chân đạp lên vách tường để lấy điểm tựa rồi tung người xoay một vòng trên không trung trước khi hạ một cú đá móc từ trên xuống trúng ngay vào phần gáy của tên hộ pháp vừa tấn công mình. Trúng một đòn hiểm, lại thêm lực đá mạnh kéo từ trên xuống. Tên hộ pháp với cơ thể lực lưỡng có lẽ phải to gấp rưỡi Trương, lảo đảo, loạng choạng rồi phải chống cả hai tay xuống đất. Vẫn gan lì, không chịu khuất phục, mặc cho chân của Trương vẫn đang ghim vào cổ hắn. Hắn nghiến răng, ngẩng đầu dậy, trợn trừng cặp mắt đang long lên tròng sọc nhìn Trương như sắp nổ tung, miệng gầm gừ như một con chó dại. Thằng, chó chết! Tên còn lại thấy thế định lao vào hội đồng, thì từ trên trần nhà có giọng nói của Bảy Gấu vang lên. Dừng lại hết đi, để cho nó vào. Trương lúc này mới thu chân lại, bước qua đối thủ một cách nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ không kém phần khiêu khích. Trương đi tới gần tên còn lại, khẽ cúi xuống, nhặt cái túi du lịch lên, khoác qua vai, rồi nói. Hai thằng củi bắp, đúng là chó cảnh cửa. Hai tên hộ pháp giận đến tím cả mặt, toàn thân chúng run lên vì giận dữ, nhưng lại không thể làm được gì. Trương mở cửa bước vào, bên trong phòng, đang ngồi đó, trên những chiếc ghế màu đen bóng loáng, quây quanh chiếc bàn gỗ dài. Không chỉ có Trương, mà còn có 5 người khác. Tất nhiên là Trương cũng biết những kẻ này. Cả 5 người họ đều là tay chân thân tín của Bảy Gấu, đã theo Bảy từ rất lâu về trước. Trương khá bất ngờ vì hôm nay tất cả đều tụ họp ở đây. Hơn nữa Bảy cũng không hề nói cho Trương biết trước về sự việc này. Nhìn trong phòng còn có một màn hình chiếu cỡ lớn. Hình ảnh đang chiếu trên màn hình chính là những hình ảnh được thu từ camera bên ngoài cửa phòng kín. Nói một cách khác, những gì vừa diễn ra bên ngoài đều được phát trực tiếp ở trong căn phòng này. Trương nuốt nước bọt, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cúi đầu chào Bảy Gấu. Trương nói, đại ca, em đến rồi. Bảy Gấu cười lớn rồi đứng dậy vỗ tay trong những cái nhìn không mấy thiện cảm từ những tên đàn em còn lại. Bộp bộp bộp. Màn trình diễn mãn nhãn đấy, xem ra cái tên Trương Liêu không phải chỉ để làm màu. Với màn cân đôi vừa rồi thì đủ thấy bản lĩnh của tên khốn này rồi phải không nào? Còn ai ở đây nghi ngờ gì về khả năng của nó nữa không? Nếu vẫn chưa phục, tao sẽ để tụi bay tự tay kiểm định. Trong căn phòng này luôn cũng được. Nào, có ai không? Sau vài giây im lặng, không có ai lên tiếng, Bảy khẽ cười rồi hất hàm nói với Trương. Ngồi đi. Ghế trống còn lại là của chú mày. Mà hôm nay chú mày đem gì đến cho anh vậy?
Trương cúi đầu cảm ơn bảy rồi tiến về phía trước ghế còn trống, khẽ đưa mắt nhìn các đàn anh đã yên vị từ trước. Trương thấy có vẻ như mình không được chào đón ở đây, nhưng trong căn phòng này bảy gấu mới là đại ca. Tuy có ghét hay không ưa Trương, nhưng lời bảy nói ra không tay nào dám cãi. Đây cũng chính là một trong những điều kỷ luật tạo nên danh tiếng cũng như sự đáng sợ của băng đảng núp dưới bóng doanh nghiệp của Hưởng Trì. Một khi đã được công nhận là kẻ trên thì kẻ dưới bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh. Trương chưa ngồi ngay, đặt cái túi du lịch lên bàn, khẽ kéo khóa. Khóa kéo tay đâu, ánh mắt của năm tay đàn em bảy gấu nhìn theo đến đó, cho tới khi cái túi được mở ra toàn bộ. Trương đổ hết tất cả bên trong túi ra bàn, toàn tiền là tiền, toàn bộ đều là những cọc 500.000 lăn lông lốc trải ra trên mặt bàn. Bảy gấu cũng không giấu nổi về mặt ngạc nhiên, bảy hỏi, tiền gì đây? Trương nhìn bảy mỉm cười đáp, đại ca quên rồi sao? Tuần trước đại ca có nói với em về số nợ xấu của công ty Đại Phát. Số nợ 1 tỷ bên đó đã vay của chúng ta 2 năm nay chưa trả. Mà thực nợ thì chỉ có 1 năm. Tới thời điểm này đã quá hạn 1 năm 10 ngày. Mà chúng mới chỉ trả lãi được 4 tháng đầu tiên. Đây là 1 tỷ tiền gốc cũng như tiền lãi của 20 tháng còn lại. Em chỉ tính lãi suất 15% một năm, coi như nhân nhượng với chúng đó. Đại ca có thể kiểm lại. Bảy gấu đứng bật dậy. Không chỉ bảy mà cả những tên đang có mặt trong phòng, kẻ mắt chữ A, kẻ mồm chữ O, há hốc, không dám tin đây là sự thật. Số nợ 1 tỷ không phải nhiều, nhưng Đại Phát lại là một công ty được chống lưng. Mà chính vì được chống lưng nên chúng mới cù nhây, vay nợ không trả. Cũng đã mấy lần bày cho người đi nói nợ, tuy nhiên kết quả vẫn là con số không. Không phải phía bày sợ, mà suy cho cùng, 1 tỷ không đáng để đánh mất nhiều thứ. Bởi ai cũng biết đằng sau Đại Phát là ai. Lâu dần, tiền nợ của Đại Phát trở thành nợ xấu, dần dần đi vào dĩ vãng đã hơn 1 năm nay. Tuần trước, từ biệt phủ của Hường quay về, trên xe, bảy có nói qua một số công việc làm ăn của mình, cũng như một vài nơi không nên dây dưa tới. Trong đó bảy có nhắc đến Đại Phát với số nợ 1 tỷ. Lúc ấy Trương có nói, nếu vậy đại ca để em thử xem sao. Bảy khi đó nghe tai nọ lọt tai kia, nghĩ một thằng như Trương tuổi gì đòi được nợ. Nhưng Trương muốn thử thì bảy cứ kệ nên đáp bâng quơ. Ừ, tùy mày. Ấy thế mà, cái gì đang diễn ra trước mặt bảy thế này? Bảy không phải bất ngờ vì số tiền, mà bảy đang hoang mang không hiểu Trương dùng cách nào để thu hồi được tiền từ bọn Đại Phát. Cái bọn mà ngay đến bảy khi nhắc đến cũng chỉ biết chửi thề xong bỏ qua. Để thêm phần bất ngờ cho các khán giả, Trương móc túi quần ra tờ giấy viết tay, có đóng bằng con dấu của Đại Phát rồi nói tiếp. Đại ca yên tâm, là bên đó tự nguyện trả nợ. Có giấy viết tay của giám đốc công ty cùng mộc đỏ, văn minh lịch sự, không đao to búa lớn, không thù hằn cá nhân. Bảy nhận lấy tờ giấy từ tay Trương, vừa đọc bảy vừa cười run người. Dầm. Đập tay xuống bàn. Bảy nhìn Trương gằn giọng. Giỏi, giỏi lắm, thằng khốn này. Bảy gấu sai người đem tiền cất đi. Không khí trong căn phòng vốn dĩ đã bị đè nặng thì nay bỗng dưng còn trở nên áp lực hơn. Khi mà bảy ngồi xuống, hai tay đưa lên mặt bàn gõ gõ, đảo mắt nhìn toàn bộ đám anh em. Lộc cộc, lộc cộc. Ngoài Trương thì không ai dám ngẩng đầu nhìn lên cả. Trương có cảm giác sắp có một vấn đề nghiêm trọng nào đó xảy ra. Bảy hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói. Cũng đã đông đủ, màn chào hỏi cũng đã xong. Giờ chúng ta đi vào việc chính của cuộc họp mặt ngày hôm nay. Không mất thời gian, tao sẽ nói luôn. Trong số những thằng đang có mặt trong này, có thằng là Cớm. Bảy nói ra những lời này một cách tự nhiên, trong khi đó mặt của hắn cũng rất bình thản. Nhìn bảy, cả 6 tên đàn em đều nuốt nước bọt. Vĩnh, một trong 6 đàn em của bảy, hay còn được gọi là Vĩnh Chọc lên tiếng. Kìa đại ca, trong này toàn là những người thân tín, các anh em cũng đều đi theo anh từ nhiều năm nay. Sao lại có chuyện chúng em là Cớm được chứ? Nếu mà có thì chỉ là... Bảy lư mắt nhìn Vĩnh rồi hỏi. Là ai? Vĩnh Chọc hướng mắt về phía Trương, khẽ cười, rồi Vĩnh chỉ tay vào mặt Trương nói. Chỉ có thể là nó. Em thấy thằng này có vấn đề. Các anh em ở đây ai cũng đều từng vào sinh ra tử cùng với đại ca. Chỉ có nó là người mới. Không tự nhiên mà sau khi nó xuất hiện lại có tin báo rằng đang có Cớm hoạt động trong nội bộ của chúng ta. Còn nữa, nó làm việc quá hiệu quả. Phải chăng phía sau nó có sự chống lưng? Nói đi, mày là công an chìm phải không thằng kia? Trương im lặng không đáp. Những tên còn lại thấy Vĩnh nói vậy cũng hùa theo. Đúng rồi. Nhìn dáng vẻ của mày, cách nói chuyện, cũng như sự tự tin của mày với hai thằng bảo an, rõ ràng không giống với một thằng chỉ mới bước chân vào xã hội. Anh bảy, nếu nó là Cớm, anh cứ để bọn em xử lý. Trước sức ép từ đám đàn em thân tín của bảy,
Trương cũng dần dần mất bình tĩnh. Vậy thì vẫn im lặng mặc cho bọn đàn em đưa ra hết lý do này tới lý do nọ nhằm ép công Trương. Nuốt nước bọt, mồ hôi khẽ chảy xuống từ trên trán. Trương nói, tao không phải cớm. Vĩnh trừng mắt đứng dậy, nghiến răng nhìn Trương. Vĩnh nói mày không phải thì chứng minh đi. Mày có dám giết người không? Nếu như mày dám, tao sẽ giao cho mày một việc. Làm xong việc này, tự khắc mày sẽ chứng minh mày không phải là cấm. Được không hả thằng khốn? Giang hồ trên người không có lấy một hình xăm. Mày đang lè đám học sinh tiểu học à? Cầm mồm! Giọng mày gấu vang lên khiến cho cả căn phòng lập tức im bặt. Vĩnh cúi mặt, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Bày nói tiếp. Việc điều tra hay xác minh thân phận của nó không phải là việc của chúng mày. Chúng mày nghĩ đột nhiên tao tha một thằng từ đâu về, rồi cho ngồi trong căn phòng này sao? Miệng nói theo tao bao nhiêu năm, nhưng đầu óc chúng mày vẫn chỉ nghĩ được thế thôi hả? Mấy tầng não ngắn. Căn cứ vào chuyện nó làm được với trên người không có hình xăm, mà chúng mày cho rằng nó là cớm. Sao tụi bay lại nghĩ đơn giản thế được nhỉ? Còn thằng Vĩnh, câu cuối mày vừa nói ở đây thì được, nhưng nếu gặp sếp mà mày nói câu này thì mày chết chắc. Bởi có một người trên người cũng không có hình xăm, nhưng nói tên thì chúng mày teo dái. Xã hội hiện đại rồi, thế kỷ 21 rồi. Giờ có là giang hồ xã hội đen, người ta cũng vận dụng cái đầu để kiếm tiền, để làm việc, để giao hảo, chứ không phải đi đâu cũng khoe dăm ba cái hình xăm hổ báo rồng phượng. Lũ ngu! Chính tao đã cho người đi xác minh nhân thân, cũng như bí mật cho người theo dõi thằng Trương suốt thời gian qua. Và tao biết nó không phải là cớm chìm. Khi nãy tao nói trong này có thằng là cớm, là tao đang thăm dò nét mặt của từng thằng chúng mày thôi. Quả nhiên, không có thằng nào là cớm cả. Vĩnh cười. Dạ vâng, ra là đại ca đang thử chúng em. Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Thằng Trương mà không phải cớm thì hay quá. Chắc chắn nó sẽ giúp được đại ca rất nhiều với bản lĩnh của nó. Nhân ngày có thêm hảo huynh đệ, em cũng xin được chúc. Bảy đưa tay lên miệng làm giống im lặng. Vĩnh thêm một lần nữa im bặt khi còn đang chưa kịp nói hết câu. Bảy mỉm cười. Nhưng tao chưa nói hết. Không thằng nào ở đây là cớm, nhưng có thằng câu kết với cớm, nuôi cớm trong nhà suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhất là trong những ngày tao đi công chuyện ở trong Bình Định. Không có tao. Xem ra tụi mày lơ là lơi lỏng hơn hẳn. Ăn chơi trác táng, bay lắc thâu đêm. Sử dụng ma túy cũng hay đấy. Nhưng trong những lúc như vậy, vô tình chúng mày lại nôn ra hết tất cả. Nếu như không phải là sếp tinh tường, có đề phòng, thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, một vài thằng đang ngồi ở đây, trong đó có cả tao, sẽ từ từ rơi. Vĩnh không dám nói gì thêm sau hai lần bị bảy gấu chặn họng. Một người khác lên tiếng. Người này nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh, có thể nói là nhìn mặt có học thức nhất trong số năm đàn em của bảy. Gã tên là Tâm, không có biệt danh, nhưng tên của gã lại đúng như ý nghĩa thực sự của nó. Khi gã nói thì bảy cũng chú ý lắng nghe. Tâm nói, hình như đây không giống với cách làm việc của đại ca. Em thấy hơi rườm rà mà không đi vào việc chính. Từ đầu đến giờ nghe đại ca nói, em đoán chắc chắn đại ca cũng đã biết kẻ đó là ai. Vậy sao anh không nói luôn ra để cho chúng em cùng biết? Giả dụ như trong số 6 người, tính cả người mới vào phòng mà có kẻ như đại ca nói, vậy thì đơn giản rồi, hắn sẽ phải chết ngay tại đây. Bảy gật gù rồi suýt xoa đáp. Nói hay lắm, quả nhiên thì từ đầu đến giờ vẫn chỉ có mày nhận ra được một nửa vấn đề. Tao nói một nửa vấn đề là bởi vì mày nói đúng. Hôm nay tao hơi rườm rà. Ngoài việc bắt chúng mày đến đây ngồi chờ, sau đó xem pha biểu diễn võ thuật của thằng Trương, quả thật là không giống với cách làm việc của tao chút nào. Tuy nhiên tao làm vậy là có lý do. Còn mày nói tao đã biết kẻ đó là ai thì mày sai rồi. Bản thân tao cũng chưa biết nó là thằng nào trong số 6 thằng chúng mày cả, kể cả thằng Trương. Tuy tao đích thân đi tìm hiểu, nhưng biết đâu đấy, có những ca siêu âm bác sĩ chắc chắn 100% con trai. Đến lúc đẻ ra vẫn là con gái. Đừng nóng vội, hãy thở đều và chờ đợi. Còn dĩ nhiên, sau khi tao tìm ra kẻ đó, nó chắc chắn sẽ phải đi ngủ với Jun rồi. Bảy nhoèn miệng cười rồi một lần nữa đảo mắt nhìn vào mặt tất cả 6 thằng đàn em. Không khí im lặng khiến cho Trương có lúc cảm thấy khó thở. Không chỉ Trương mà cả những tên khác cũng vậy. Không ai nói với ai câu gì mà chỉ ngồi lặng im. Một lần nữa Vĩnh có ý kiến. Vĩnh nói, Nhưng mà đại ca chắc chứ, con ở mơ thì em cũng không nghĩ các anh em ở đây lại có người bán đứng đại ca. Ngoài thằng Trương thì tụi em theo anh lâu rồi mà. Bảy khẽ cười, đáp lại lời Vĩnh. Bảy nói, đến công an trong ngành mấy chục năm còn có người bị tha hóa biến chất.
đó là những người được ăn được học, được đào tạo, mà còn có lúc thay đổi nhân phẩm. Thì mày nghĩ cái đám giang hồ, đa số thất học, sống vì đồng tiền, vì quyền lợi, sẽ không bao giờ lung lay hay sao? Không, không. Chính những thằng như vậy mới là dễ mua chuộc nhất. Chúng sẽ bị mua chuộc khi được trả đúng cái giá mà chúng nó muốn. Điện thoại của bài gấu đổ chuông. Bài chỉ bấm nghe và không nói gì cả. Đầu dây bên kia cũng nói rất nhanh, không ai nghe thấy gì cả. Cuộc điện thoại có lẽ chỉ diễn ra trong vòng 2 giây kể từ khi bài bắt máy. Cúp điện thoại, đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, bài nhìn 6 thằng đàn em rồi nhe răng ra cười một cách kinh dị. Bài nói, giờ tao có một trò chơi thế này. Tất cả 6 thằng chúng mày đều phải tham gia. Chưa biết bài gấu sẽ bày trò gì, nhưng trong phòng ai cũng có một dự cảm bất an. Vĩnh nói, đại ca tính làm gì vậy ạ? Bài cười đáp, trò chơi rất đơn giản, có tên là đi tìm kho báu. Kho báu ở đây chính là kẻ đã liên kết với cấm, nằm vùng bên trong nội bộ của chúng ta suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thế này, tất cả bỏ hết điện thoại trong người lên bàn, có bao nhiêu máy bỏ hết lên. Thằng nào cố tình giấu giếm, nếu tao khám được thì không cần nói nhiều, tao sẽ chặt đứt một bàn tay của thằng đó. Bỏ hết điện thoại lên bàn. Không để bài phải nhắc lại lần thứ hai, từng người từ từ móc điện thoại trong túi quần rồi đặt lên bàn trước mặt mình. Bài hất hàm hầy tay ra hiệu cho cả 6 người đứng dậy. Sau đó hắn tiếp tục búng tay cho người khám xét cẩn thận từng người một từ trên xuống dưới, còn cầm theo cả thiết bị phát hiện kim loại. Sau khi khám xét, không có ai giấu điện thoại mà chưa bỏ ra cả. Bài tiếp tục. Được rồi, ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác hồi hộp như thế này. Đợi một chút. Nói rồi bài lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nhắn xong, bài khẽ mỉm cười. Tất nhiên là nụ cười của bài lúc này chẳng tốt lành gì. Tao nghĩ trong vòng 5 phút tới, sẽ có một trong số những chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông đấy. Hiện giờ thì tao cũng chưa biết là thằng nào cả, nhưng điện thoại thằng nào đổ chuông, thằng đó chính là kho báu. Bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên ngay sau câu nói của bài gấu. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Vĩnh, bởi trên mặt bàn lúc này, con iPhone của Vĩnh đang vừa rung vừa đổ nhạc. Bài nghiến răng, trợn trừng mắt nhìn Vĩnh rồi gằn giọng. Thằng khốn, là mày sao? Vĩnh toát mồ hôi hột. Không chỉ bài mà cả những tên khác cũng đang lầm lờ nhìn Vĩnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Vĩnh vội cầm điện thoại lên rồi đưa về phía bảy. Vĩnh nói vội vàng, bởi Vĩnh biết trong tình cảnh này chậm một giây thôi cũng đủ chết. Anh bảy, nghe em nói, không phải em đâu. Vợ, con vợ em nó gọi, số nó đây. Báo cả anh của nó nữa, để em mở loa ngoài. Dứt lời, Vĩnh lướt nhận cuộc gọi, không quên bật speaker. À, alo. Vĩnh vừa alo, bên trong điện thoại đã vang lên một giọng the thé. Anh lại đi chất dấm chất rối ở đâu rồi hả? Đồ chồng thối thây. Sáng nay anh nói đón mẹ con tôi, mà giờ mấy giờ rồi? Đồ đều, làm chồng làm bố kiểu đấy à? Vĩnh nuốt nước bọt nhìn bài gấu rồi nói khẽ vào trong điện thoại. Nói nhỏ thôi, tôi đang bận công việc. Vợ Vĩnh lại càng được đà. Làm sao mà phải nói nhỏ? Bà là bà cứ nói toáng lên cho cả nhà nghe. Đây, có cả hai mặt ông bà nội ngoại ngồi đây này. Ông bà xem, chồng con như thế có được không? À, sao tự dưng lại ấp úng thế? Hay là đang hú hí với con nào ở cái xó nào, nên vợ gọi mới lắp bắp, mới nói nhỏ có phải không, thằng khốn nạn kia. Bà chỉ tay về phía Vĩnh ra hiệu tắt điện thoại đi. Vĩnh không dám cãi mà chỉ vội nói. Mày giết bố mày rồi, con điên. Dứt lời, Vĩnh dừng cuộc gọi, không quên nhanh trí chặn luôn số điện thoại vợ lại. Một vài kẻ trong đó có Trương khẽ bụng miệng cười sau màn đàm thoại không cân sức của hai vợ chồng Vĩnh. Ít ai tin được rằng gã giang hồ với chi chít những hình xăm hổ báo lại bị vợ chửi như con ghẻ. Bài nói, im lặng nào, trò chơi tiếp tục. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã qua được 3 phút. Nhưng trên bàn, ngoại trừ cuộc điện thoại không nằm trong dự tính của Vĩnh thì chưa có cuộc điện thoại nào xảy đến tiếp theo. Không gian im lặng đến mức mà Trương có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cỡ lớn bên trong căn phòng. Tích tắc, tích tắc. Tích tắc, đã 4 phút trôi qua. Nhưng rồi cái gì đến cũng đã đến. Trên bàn có một chiếc điện thoại đen trắng, là chiếc Nokia 1110i. Có vẻ như đây là một chiếc điện thoại dạng sơ cua. Bảy trừng mắt. Là điện thoại của ai? Bảy hỏi cho có lệ, chứ thực ra điện thoại của ai để trước mặt người đó, làm sao mà bảy không biết được.
Con hàng Nokia nổi đồng cố đá đang đổ chuông kia là của Hải, hay còn được gọi là Hải Tây. Hải cười xòa rồi đáp. Dạ là điện thoại của em, nhưng là số lạ anh ạ. Chắc ai nhầm máy thôi. Chứ nếu có việc gì thì đã gọi sang số chính của em. Mặc cho Hải đang cười khoe khuôn miệng đẹp với hàm râu quai nón, nước da trắng, những thứ khiến cho người khác đặt cho hắn cái biệt danh Hải Tây. Nhưng những nét đẹp trời phú ấy chỉ có giá trị trước đám đàn bà hám dai, ưa vẻ bề ngoài. Còn trong căn phòng này, tất cả đều là đực dựa, mà còn là loại đực dựa máu mặt, thành ra nụ cười của Hải vô giá trị. Bài nghiến răng nói đúng một từ. Nghe. Hải cố gắng giữ bình tĩnh, cầm điện thoại lên, Hải bấm nghe. Không biết trong điện thoại bên kia nói gì, nhưng Hải đáp lại. Không phải nhé, nhầm số rồi, đừng có gọi nữa, đang bận. Dứt lời, Hải cúp máy, nhìn bầy, Hải giải thích. Đúng là nhầm số thật anh ạ. Nó hỏi em có phải đang cần mua nhà không? Chắc là bọn nhân viên tư vấn rồi. Khẽ kéo ghế, Hải vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Xong, loạng choạng thế nào, lại dẫm chân lên chiếc điện thoại, khiến cho nắp pin với pin điện thoại bị bung ra. Tất cả những hành động của Hải đã đang tố cáo chính Hải khi mà trong căn phòng lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn Hải bằng một ánh mắt sắc lạnh hơn cả dao cạo. Và người chăm chú nhìn Hải từ nãy giờ nhất chính là Bảy. Mặc cho Hải diễn trò, Bảy vẫn cứ lặng im ngồi đó xem. Nhạc chuông điện thoại iPhone của Hải vang lên. Lần này là chiếc điện thoại chính đang đổ chuông, vẫn là số lạ, nhưng có vẻ như không lạ với Hải. Hải đổ mồ hôi lạnh. Với tay định cầm điện thoại làm gì đó thì ngay lập tức, hai người ngồi bên cạnh Hải túm chặt người Hải lại, ấn đầu Hải xuống mặt bàn ngay bên cạnh chiếc điện thoại. Bảy cũng tiến tới, cầm điện thoại, Bảy nghe, rồi bật loa ngoài. Anh Hải, cứu, cứu chúng em với, em bị giết, giết mất, chúng nó điên rồi, anh Hải, anh Hải. Tắt cuộc gọi. Không nói năng gì, Bảy hất tay ra hiệu cho một tên mở cửa phòng. Lập tức đám đàn em bên ngoài ập vào, đưa Hải đi. Chưa ngồi đó không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi Hải bị đưa đi đâu, không ai rõ. Trong căn phòng, tính cả Bảy lúc này chỉ còn lại 6 người. Bảy nói. Cuộc họp kết thúc, nhưng trò chơi vẫn bắt đầu. 5 đứa tụi mày, đứa nào sẽ là người giành được kho báu đây? Bước ra khỏi phòng kín, bản thân Trương cũng chưa hiểu câu nói cuối cùng trước khi kết thúc cuộc họp của Bảy gấu là gì. Ra tới bãi đỗ xe. Đang định mở cửa xe thì phía sau Trương vang lên một giọng nói. Chà chà, lính mới mà có quả xe ngon quá nhỉ. Xem ra cứ thế này thì cậu sẽ còn tiến xa và tiến nhanh lắm đấy. Trương nhận ra giọng nói này. Đó chính là Tay Tâm. Khẽ quay lại, Trương cúi đầu chào lễ phép rồi đáp. Anh Tâm ạ, không phải như anh nghĩ đâu. Con xe này em thuê thôi, thuê để đi giải quyết công việc cho đại ca. Cũng còn vài tiếng nữa là đến hạn trả xe rồi. Chứ em vẫn đi xe máy, tiền đâu ra mà tậu được con xế sang như này. Tâm cười nói tiếp. Cũng không sao, được đại ca cất nhắc thì không lâu sau. Đừng nói là một con, mà có là hai con cũng là việc nằm trong khả năng. Hôm nay tôi rất ấn tượng với cậu, chúng ta đi đâu đó nói chuyện được chứ? Trương hơi bỡ ngỡ trước lời mời của Tâm, còn chưa kịp quyết định thì Tâm tiếp. Yên tâm đi, chỉ là nói chuyện bình thường thôi, tôi cũng không giống những tên có mặt trong phòng kín ngày hôm nay. Quán cà phê 365 nằm ở đường Hoàng Minh Thảo, tôi sẽ đợi cậu ở trên lầu 2. Đường Hoàng Minh Thảo. Sau khi đỗ xe ô tô, Trương cũng không khó để tìm được quán cà phê 365. Đây là một quán cà phê với diện tích khá rộng, 3 tầng lầu, cái tên 365 cũng chính là địa chỉ của quán. Bước vào quán, cảm nhận ban đầu của Trương là không gian tươi mới, năng động với nhiều gam màu trẻ trung, rất phù hợp với giới trẻ. Đi lên trên lầu 2, Trương khá bất ngờ bởi mọi thứ hoàn toàn khác so với bên dưới tầng 1. Nếu bên dưới là không gian dành cho giới trẻ, thì trên lầu 2 lại được bày biện lịch lãm, có chút gì đó sang trọng, cổ điển với những bộ bàn ghế gam màu hơi sẫm. Bên cạnh đó là những giá sách được sắp xếp hợp lý. Lầu 2 của quán cà phê giống như nơi dành cho những người ưa sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng, muốn có một không gian để làm việc cũng như đọc sách. Thấy ở bàn gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Tay Tâm đang ngồi chờ sẵn ở đó. Trương tiến lại gần, khẽ chào. Anh Tâm, em đến rồi. Tâm cười rồi đáp. Ngồi đi. Cậu uống gì? Trà cúc nhé. Một tách trà cúc cùng vài cái bánh ngọt sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn đấy. Trương gật đầu. Dạ vâng, vậy thì cho em trà cúc. Tâm vẫy tay gọi phục vụ. Cô phục vụ xinh đẹp bước đến bàn, kính cẩn cúi đầu chào. Ông chủ muốn dùng thêm gì ạ? Tâm đáp. Cho tôi một ly trà cúc, cùng một phần bánh Lamington. Cô phục vụ vâng dạ rồi đi làm ngay. Trương nói. Vừa rồi em nghe thấy cô ấy gọi anh là ông chủ. Tâm trả lời luôn.
Phải rồi, quán cà phê này là của tôi. Cậu thấy sao? Có được không? Giờ thì Trương đã hiểu tại sao quán cà phê này có không gian lạ và khác biệt đến như vậy. Chỉ qua cách bài trí không gian trong quán, cũng như cách mà nhân viên nói chuyện với các vị khách đến đây, cũng đủ hiểu. Tâm không phải là một kẻ tầm thường. Điều này trong buổi họp Trương cũng ít nhiều nhận ra. Khi mà trong tất cả năm gã đàn em của Bảy, thì Tâm là người bình tĩnh nhất mỗi khi Bảy đề cập đến một vấn đề nào đó. Ngay cả khi Hải Tây bị phát giác có liên quan đến Cớm và được đưa đi, bốn gã kia mặt mũi khá hoang mang. Có người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ duy nhất có Tâm là thản nhiên, cứ như thể hắn đã đoán biết được trước sự việc sẽ như vậy. Tâm không nói quá. Gã thực sự khác biệt so với những tên đàn em còn lại trong bộ sậu của Bài Gấu. Một tay giang hồ thâm sâu, khó dò, trong khi những tên khác đang tìm đủ mọi cách để mở rộng địa bàn, để tìm hướng làm ăn, thì hắn lại ngồi đây thường trà chiều, ăn điểm tâm, ung dung, tự tại. Trương đặt vấn đề. Không biết anh Tâm có chuyện gì muốn nói với em? Tâm cười. Đừng nóng vội. Hãy cứ uống ngụm trà trước đã. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác tìm được một người đồng điệu về suy nghĩ giống như bản thân mình. Trương cười xòa. Anh quá lời rồi. Các anh đều là những người đi trước, đã cùng đại ca vào sinh ra tử nhiều lần. Em còn phải học hỏi các anh nhiều. Tiền đây thì em cũng mong từ nay về sau anh Tâm chiếu cố. Có gì anh cứ chỉ dạy. Trà và bánh được đưa ra. Đặt xuống bàn xong, cô phục vụ cúi đầu cảm ơn cả hai, rồi tiếp tục quay lại làm việc. Tâm kêu Trương uống trà, rồi cho cảm nhận. Nhấp một ngụm trà, quả nhiên hương vị rất thơm ngon. Một chút ngọt nơi cuống lưỡi sau khi uống trà, mùi thơm của hoa cúc phảng phất dư vị nơi sống mũi, khi làn khói nhẹ như sương khẽ tỏa ra, lúc Trương cầm ly trà nhấp vào môi. Tâm mỉm cười. Trà ngon chứ? Trương gật đầu. Thơm thật đó, em cũng từng uống trà cúc nhiều lần. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên em được uống loại trà cúc ngon như vậy. Trương tả lại cảm giác của mình sau khi thưởng trà. Nghe xong Tâm cười lớn. Quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Cậu cũng như tôi. Khác biệt với cái đám du thủ du thực. Cái đám chỉ biết dùng cơ bắp để làm việc mà không biết vận dụng cái đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ nói luôn. Lý do mà tôi hẹn cậu tới đây chính là để bàn về kho báu. Trương ngạc nhiên hỏi. Kho báu? Là sao ạ? Em chưa hiểu. Tâm nói tiếp. À, tôi quên mất. Cậu là người mới, nên chưa hiểu ra được vấn đề. Từ trước đến nay, đại ca luôn có những quy định khá khác người. Nhưng đây cũng chính là điểm đặc biệt của đại ca. Kho báu ở đây chính là ám chỉ những địa bàn, công việc làm ăn của Hải Tây để lại. Tính tới thời điểm này thì thằng Hải coi như chấm hết. Những công việc mà nó đang phụ trách cũng không phải ít. Cũng như tôi và ba tên kia, mỗi người đều được giao việc dựa trên khả năng của từng người. Cậu cũng biết rồi đấy, tiền không bao giờ là đủ. Một miếng bánh nhỏ, nếu chia ra quá nhiều phần, thì người nhận miếng bánh dĩ nhiên sẽ cảm thấy không đủ. Nhưng đại ca có luật, phải có bản lĩnh thật sự thì mới xứng đáng có được phần thưởng. Anh Bảy xưa nay không thiên vị bất cứ ai. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Nói cho dễ hiểu, phần bánh của Hải Tê để lại chính là kho báu dành cho 5 người chúng ta. Trương khẽ nhấp ngụm trà rồi hỏi lại. Và anh gọi em đến đây là muốn em giúp anh giành lấy miếng bánh đó. Tâm khẽ cười đáp. Cậu giúp tôi sao? Suy nghĩ cũng táo bạo đấy. Nhưng sai rồi. Phải là tôi sẽ giúp cậu chiếm lấy những gì của Hải Tây trước khi ba tên kia chạm tay vào. Có được nó, cậu mới chính thức đứng ngang hàng được với bọn chúng. Trương khẽ cau mày. Vậy điều kiện của anh là gì? Tâm trả lời. Không có điều kiện gì cả. Tôi làm vậy đơn giản chỉ là không muốn để cho mấy tên kia trở nên bành trướng mà thôi. Cậu đang thắc mắc tại sao tôi không tự giành lấy cho mình phải không? Câu trả lời là bởi vì nếu mọi thứ tiếp tục được chia năm giống như hiện tại, thì sẽ tốt với tôi hơn. Còn tại sao như vậy thì tôi không trả lời cho cậu biết được. Vậy câu trả lời của cậu là gì? Trương đột ngột đứng dậy, Tâm vẫn thản nhiên không tỏ vẻ gì cả, tưởng chừng như Trương sẽ bỏ đi. Nhưng không, cúi gập người trước Tâm. Trương nói, em mong anh giúp đỡ, sau này em sẽ không quên ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.